vừa rẻ vừa ngon. Chị cũng ở gần đường này hả? Đường này luôn hả? Chị ở trên Đồng Bò. À, Đồng Bò. Xuống đây bé cái nghề đây 51 năm. Ồ, dữ dằn luôn hả? Bé học có 10 tuổi, giờ cô 60 mấy tuổi luôn. Dạ. Sống mấy tuổi này thấy còn phải. Dạ, thấy còn bước à, dạ. 62 tuổi là ở. 62 tuổi rồi. Con đầu 44 tuổi. Dạ. Gốc ở trong Đồng Bò luôn. Không, gốc ở Bóng. Ở Bóng. Xong giờ chị ở Đồng Bò. À, ở Bóng. Rồi chị ở Bóng mà vô Đồng Bò bao nhiêu lâu rồi? 5 năm rồi. 5 năm rồi. Còn hồng là cây xanh bì đĩa là trong Cù Lao. Cù Lao. Ở Hải Phước á. Hải Phước á. Em đăng lên nhiều khán giả ở Bóng biết chị đó. À, biết chứ. Dân ở Bóng nè. Dạ. Cây xanh bì đĩa dạ. Ở Bóng nè. À, bán nghe vui chị à. Em đam mê. À, bán vì đam mê mà. À, mấy hôm là chị ở dưới Vĩnh Thạ. Dạ. Xong ngay chỗ Vĩnh Thạ chỗ cầu mới á. Dạ. Nó mới giải tỏa chị ra Vĩnh Phước. Dạ. Chỗ lầu 7 á. Dạ. À, ở đó bây giờ chị chuyển lên Đồng Bò. Dạ. Ôi chào hai chị bán hàng. Rồi chào anh đi chơi. Rồi. Nữa anh nói nở mũi nữa. Rồi dạo này bán được không chị? À, bán cũng lai rai ha. Chị bán đây cũng lâu rồi hả chị ha? Bán được 5 năm không? Không, hơn. Hơn hả? 20 năm rồi. Ồ, 20 năm rồi. Đấy rồi. Cái hồi em cũng hay mua quần áo si mặc lắm á. À. Hàng si có một cái là không đụng hàng hả chị ha? Hàng si đẹp mà. Dạ, đẹp mà. Giờ nó mới mà nó dạ. Giống như hồi xưa nữa đâu. Chào chị bán xôi. À, chào anh. Giờ này cũng còn xôi nhiều ha. Bữa nay còn xôi nhiều. Dạ. Chị bán xôi cá nè. Chị bán mấy loại xôi? Dạ đủ. 5 loại xôi luôn ha chị ha. Dạ 6 loại. 6 loại. Giờ này cũng 9 giờ rồi, lúc là 6 giờ thì người ta mua đông hả chị ha? Giờ này là hát biển cho xúc động. Chị bán ngay góc đường là hình Thục Kháng, ngôi gia tự. Đó, em chào chị gái nha. Dạ. À, chị bán treo ké nữa hả? Như cái này là bao nhiêu một hộp? 15 ngàn một hộp. Vừa cháo vừa ké là 15 ngàn. Cái hấp dẫn quá. Cái cơm. Xôi thịt nữa. Thấy luôn hả? Hôm quay lên rồi thấy, rồi tới đang ăn bánh căn. À. Thấy cái anh đó là dê che biển xanh đúng không? Đúng rồi. Quay lên trên YouTube luôn, thấy con chụp cái hình con. Phương xin chào cô bác anh chị khắp nơi. Trưa nay Phương lại tiếp tục rong ruổi những con đường ở Nha Trang và con cô bác chị. Trưa nay thì Phương quay một cái quán phở đó, quán phở này cũng bình dân bà con cô bác chị. Quán phở này nằm ở đường núi 1. Phương cũng ăn một lần rồi. Phương hôm nay Phương sẽ quay lại ha. Mong rằng những video Phương đăng đó cũng nhiều khán giả yêu thương đăng ký kênh ủng hộ cho Phương ha. Vị trí Phương đang đứng là đường Ngô Gia Tự. Bên đây là đường hình Thục Kháng bà con cô bác chị. Hôm nay thì Phương không quay chợ sớm mới. Bây giờ Phương sẽ đi hình Thục Kháng rồi Phương vô con đường núi 1 đó cho quay cho bà con khán giả xem. Bây giờ bà con khán giả theo chân Phương ha. Nếu mà con đường này quay sớm thì người ta đi làm cũng đông lắm. Nhưng bây giờ vắng rồi, bây giờ là 9 giờ rồi. Chào anh. Làm gì anh? Một gì đó. Ngay chỗ này là sửa khóa, sửa khóa lâu rồi hả chú ha? Dạ. Mấy chục năm rồi mà.
mấy chục năm rồi. Tại vị trí này luôn hả chú? Đây là chú sữa. Cô chú hả? Ông này khác. Chú là chú. Họ đây là ông cho ông. Tôi tưởng là chú là dạ. Chị này là chị Thọ. Có giám đốc kia. Bên kia là ông chủ ngồi bên kia. Giám đốc. Giám đốc công ty chính của bạn á. Làm khóa. Rồi chào chị. Chị đang làm khóa nè. Anh thấy cô như thế này mà cô chưa phải đeo kính, còn em phải đeo kính rồi. Đôi mắt tuyệt vời không? Ủa, cái làm tay còn mà máy mà nó tự động nó chạy đâu? Cái này tự động này. Tôi làm cái này tốt hơn. Ồ, nhưng mà không đeo kính hả? Không cần đeo kính. Tài. Ủa sao mà không biết ta lấy cái cô lấy mực sao mà cái mẫu cũ. Một cụ bên kia đi xuống này, nó đi xuống cái mương này, bên này tôi đi theo bên này xe bên kia. Rồi xong rồi, con đường này là có hai chỗ làm khóa ở đầu đường Ngô Gia Tự một cái, nay vô đây ngay chỗ góc này có một cái nữa nè, có cái chỗ sửa đây nè. Cô thật tuổi này cô vẫn không đeo kính, đôi mắt thiên thần. Đeo thì em cũng quen rồi, không đeo cũng không đeo. Cô làm bao nhiêu năm rồi cô? Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Trước đó là cô làm ở chỗ nào cô? Sẽ làm ở đây. Dạ, tại chỗ này luôn. Cô xin cô. Thôi cô chào cô nha cô. Có gì ha. Chỗ này là sửa xe máy. Rồi chào anh sửa xe. Chỗ này là bán trái cây nè. Đây là quán chay. Bán cho em một bịch đi chị. Bả đường con me là bả riêng. Bả riêng đi. À, cái 5.000 bây giờ lấy mấy bị? 5.000 hả? 5.000. Nem ngon lắm. Dạ. Luôn lấy mấy bị? 2 bị đi. Rồi, ok. Lấy 2 màu luôn nha. Trắng xanh luôn nha. Dạ. Cái đây bằng trong câu biển mà ăn tốt lắm. Rồi một cái bịch kia, ở đây. Một bịch đây, đây, đây này. Bị hả? Dạ. Dạ. Ăn được nhiều không? Dạ có nhiều quả hết luôn. Có 10.000. Dạ 10.000. Một bịch 5.000. 15.000. Dạ. Vừa rẻ vừa ngon luôn á. Dạ. Ủa chị bán đây lâu chưa? Lâu rồi mẹ. Lâu rồi hả? Mấy bữa em cũng quay con đường này không thấy chị ta. Ngày nào cũng ngồi đây hết á. Ngồi cho một chút rồi đi chứ. Không, ngồi biết tới trưa luôn. À ngồi tới trưa luôn. À. Tại mấy bữa thấy quay bên kia. Dạ, em không để ý. Rồi để em đưa tiền ha. Vừa ngon. Chị cũng ở gần đường này hả? Đường này luôn hả? Chị ở Đồng Bò. À Đồng Bò. Xuống đây bé cái nghề đây 51 năm. Ồ, dữ dằn luôn hả? Em học có 10 tuổi, giờ cô 60 mấy tuổi luôn. Dạ. 60 mấy tuổi này thấy còn phải. Dạ, thấy còn bước lắm. À dạ. 62 tuổi là ở. 62 tuổi rồi. Con đầu 44 tuổi. Dạ. Gốc ở trong Đồng Bò luôn. Không, gốc ở Bóng. Ở Bóng. Xong giờ chị ở Đồng Bò. À ở Bóng. Rồi chị ở Bóng mà vô Lộc Bò bao nhiêu lâu rồi? 5 năm rồi. 5 năm rồi. Còn hầu là kê xanh bì đĩa là trong Cù Lao. Cù Lao. Ở Hải Phước á. À, Hải Phước á. Em đăng lên nhiều khán giả ở Bóng biết chị đó. À biết chứ. Dân ở Bóng nè. Dạ. Kê xanh bì đĩa dân dạ. Ở Bóng nè. Đây chị. Là bán năm nay nữa là 51 năm. Dạ. Bán từ hồi sân Bóng hả chị ha? Bán hầu ở Bóng à. Ở Bóng thì chị hay hơn ngồi góc nào? Không, đi đủ chợ. Dạ. Chợ Liên Sơn, chợ Tập Kim, chợ Phủ Ổ. Ô,
chị đi Ngọc Diêm luôn hả? Ngọc Diêm có nhiều người bán cái đây mà. Mẹ chị đem rồi đó, chị bán. Chị bán được. Chị bán rồi, ngon á. Đây chị bán có 5.000 Dạ. Mấy không làm lời. Dạ. Bán gì cho bữa chợt nước trăng. Dạ. Dạ. Làm dạ. Dạ cũng lớn rồi. Dạ. Dạ. Mẹ điều thằng con kiểu ở nhà nghỉ hoài à mẹ. Dạ. Ở nhà buồn. Đi bán thì không có lời. Dạ. Cả bài nói. Dạ. Cả bán nghe vui chị à. Đam mê. À, vì đam mê mà. Mỗi lần bán gì thì chị bán kiếm được 150 không? Cũng được. Dạ. Mẹ bữa nào hết á. Dạ. Có bữa còn cành cánh dược. Dạ. Vô. Dạ. Cả mẹ nó mưa là phải cánh dược. Dạ. Là để mai bán. Dạ. Nó đâu có hư đâu. Dạ. Cái này là chị làm hết đó hả? Hay là chị lấy con ta? Đâu lé đồ là chị làm hết. Dạ. Ủa chị, còn cái lé này đó là mình mua hay là mình đi hái? Mình mua. À, mua 150.000 Dạ. Còn đi hái có không? Có hồng mà bây giờ nắng độ không có. Dạ. Vì là bây giờ nó có hột mà. Dạ. À có hột. Nói chung là 5.000 vừa rẻ luôn. Dạ, 5.000 vừa rẻ vừa ngon đó. Dạ. Chị vui thì cái chứ. Dạ. À, bán, chị bán vui vẻ nhiều bà con nhớ đến chị ha. Dạ. Cho nên là chị ra đường nó 6 mấy chỗ đâu ai tin. Dạ. À, luôn vui vẻ lạc quan á. Đúng rồi. Vậy mới trẻ vãi chứ. Dạ. Cháu ngoại là 20 mấy tuổi á. Dạ. Cháu ngoại năm nay đã 21. Rồi vô Lồng Bò thì thuê phòng. Thuê phòng. Ủa nhà đâu? Nhà ở trên Lầu Bảy á. Dạ. Trên núi á. Dạ. Tôi đây chị thuê chị ở chị làm dạ. Dạ. Trong đó thì làm cũng làm dạ. Người. Dạ. Ông xã kìa đi làm hồ. Dạ. Chị đi đá cũng khó. Dạ, không vui. Cái lời chị không có lời nhiều đâu. Dạ. Kiếm 100 mấy. Dạ. Mà bữa nào trời mưa thao chưa đủ vốn. Dạ. Giờ lại mai bán tết. đâu có hư gì đâu. Đâu không hư. Dạ. Mình bán không hết mình cứ ngâm gì thôi, ở ngoài thôi. Dạ, phải bỏ đế chứ, phải dạ. Đế. Bỏ đế vô. Chị tên gì? Lẹ. À, chị Lẹ. Ngày trước ở Sâm Bóng. À, đúng rồi. Dạ. Ủa Sâm Bóng là chị ở khúc mà, à, ngay chỗ... Nha, mấy hôm là chị ở dưới Vĩnh Thạ. Dạ. Xong ngay chị chỗ Vĩnh Thạ chỗ cầu mới á. Dạ. Nó mới giải tỏ chị ra Vĩnh Phước. Dạ. Chỗ Lầu Bảy á. Dạ. Ở đó bây giờ chị chuyển lên Đồng Bò. Dạ. Đi bốn mùa cứ học. quay lên mấy sân đêm là anh cũng nước mặt cái đó. Dạ. Mấy chục năm anh nãy nhìn nó mấy chục năm? 51 năm. 51 năm rồi bán xem lam rồi. Bán hào cái được 4 căn kính là căn đồng đồng á. Dạ. Xưa á. Dạ. Nó có 10 tuổi chứ nhiêu. Dạ. Bây giờ 60 mấy tuổi rồi. Ngày trước là mà mẹ chị bán rồi chị nghề lại cho chị chứ. Cái hào là bà ngoại. Dạ. Bà ngoại bé đi hái. Dạ. Dạ. Rồi xong mẹ biểu chị đi bán. Dạ. Bắt đầu chị đi bán tới giờ luôn. Đó. Dạ. Thành ra cái nghề của mình luôn á. À cái nghề luôn. Bán chắc được 70 tuổi giờ yêu. Dạ. Mẹ còn đi được rồi đi tết. Dạ đi hoài nữa ra. Đi xe em đe được. Dạ. Ô có bữa anh chị được bán ngọc diêm dữ vậy. À đi ra về Ninh Què nữa. Dạ. Ô chị bán gì đem lời bao nhiêu rồi xăng tiền cổ. Mấy hôm á là em chị đi xe Đà Non. Dạ. Hồi xưa á đi Đà Non. Dạ. Bây giờ không có đi ra đá nữa xe chứ. Dạ. Bán lần. Dạ. Cái thời mà còn xe Đà Non xe đỏ là chị đi mà hết Đà Non là chị nghỉ luôn. Nghỉ luôn. Xe quá mà. Giờ chạy xe qua đó luôn. Đi dạ. Đó. Dạ. Xe quá. Ở quần quần ở đây cũng được rồi. Dạ. Đây á chị bán còn vô đây nữa hết rồi. Dạ. Rồi mấy giờ chị bán rồi? 6 giờ. 6 giờ chị bán rồi. 6 giờ là có mặt. Dạ. Rồi khoảng 11 giờ là chị về nhà. Dạ. Có bữa nào mà bán hết 9 giờ không? Không. Dạ. Mùa nắng á. Dạ. Mùa nắng khoảng 9 giờ mấy là hết à. Dạ. Còn mùa mưa. Còn mùa mưa thì bán rai thôi. Bán đam mê mà. Dạ. Bán đam mê mà. Đã quay mình vô quay nha. Thôi em chào chị Lệ nha. Ok. Rồi, chúc chị luôn vui vẻ nha. Mọi người biết chị ngồi trước số nhà là 85. Đường Huỳnh Thúc Kháng. Đó, có khách mua rồi. Chị rất là vui tính đó bà con cô bán chị. Rồi em quên rồi. Chút nữa em quên rồi. Thôi em chào chị Lệ nha. Ok. 5.000 chị, thoải mái.
có 5.000 một bịch là rẻ nè. Chị cười hoài luôn, chị rất là vui. Chỗ này là bán bánh mì heo quay nè, bên này là bán hàng quần áo cũ. Dạ chào cô. Bên này là đường Cô Bắc. Con đường này buổi sáng bán hàng ăn cũng nhiều mà con có bán thư. Này là bán bánh cuốn nè, cơm tấm nè. Bên này bánh cuốn hồi là bán ở ngoài đường, giờ bán trong nhà rồi. Cuốn thịt nướng, bánh đập, bánh ướt. Chào chị bán bánh căn. Chào chị. Giờ này là bắt đầu khách ít rồi đúng không chị? Phải 6 giờ rưỡi ha. Chị bán cũng lâu lắm rồi nè. Bên này là bán cơm. Mấy em chào chị nha. Rồi chào anh. Dạ bữa nay là trễ, mấy bữa là em đi con đường này là 7 giờ rưỡi. Giờ là 9 giờ rưỡi rồi. Bữa nay là bán bánh căn, là bánh căn mặn. Chị có bán bánh căn chay đồ không? Mai à, ngày mai mới chay. Rồi chị này là bán đi số nè. Rồi chào chị, hôm mới gặp chị rồi ha. Dạ. Hôm gặp chị bên đường Tô Hiến Thành đó. Mới đây mà, rồi bán được hồi sáng giờ bán được không? À đây ra. Rồi đi mấy con đường rồi? Dạ. Đi sáng giờ mấy con đường rồi? Mỗi cỡ là 3 con. À 3 con đường rồi. Thôi chị đi bán đi ha. Dạ. Bên này là chị bán cà phê nè. Hôm Phương quay đây có một anh khán giả rất là nhớ. Chào chị bán cà phê. À, giờ này bắt đầu vắng, giờ bắt đầu dọn rồi ha. Chị bán cà phê à? Em được bán được 20 ly. Có không? Có không chị? Mấy trăm ly á. Bởi vì chứ sáng là giống như cà phê ở ngoài Hà Nội thì có cà phê đĩa cái gì sân ga. Dạ. Còn đây chỉ có là cà phê. Gọi là cà phê đi luôn. Quên lỗi. Hôm em quay đó anh Nhật anh thấy anh mừng quá luôn á. Anh Nhật á. À vậy hả? Dạ. Dạ. Rồi dạo này là bán được không? Dạ. Dạ. Mình bán gọn gọn lại thôi. Dạ, bán gọn thôi. Dạ. Dạ. Rồi. Xây nhà trong kia. À, xây nhà. Nó khắc phục hết. Sáng đông vui không tới quay. Em mới quay cái chỗ khác rồi, em mới quay lại chỗ này nè. Chứ con đường này quay sớm sớm mới vui, mấy anh em trong sớm đó. Đường là cà phê. Dạ. Quay quay quán cơm. Đứa hoài nè. Không, em quay chỉ đó, anh Nhật anh nhớ quá trời luôn á. Anh Nhật anh nhớ. Chị qua đây, nói là Nhật nhớ nè.
Rồi chị bên kia là tên gì? Bên kia tên Trang. Rồi sẵn đây chị có chúc chị anh Nhật cái gì không? À, cũng chúc Nhật và tất cả mọi người bạn bè ở bên đó, những người trên thế giới thật mạnh khỏe. Dạ. Rồi yên bình. Dạ. Chị nhắc lại chị tên gì? Chị tên Hòa. À chị Hòa bán cà phê. Sớm núi một. Sớm núi một. Thôi em chào chị Hòa nha. Rồi. Quán cơm nữa. Ủa bên chị này là bên đâu quán cơm á hả? Chị này. À, chị này cũng là sớm anh Nhật luôn hả? Đây này sớm anh Nhật luôn nè. Thôi em chào chị nha. Rồi chào chị. À, bên đây là mà bán hàng quần áo hào si. Hàng si ha, bán rất là nhiều luôn nè. Rồi chào hai chị bán hàng. Rồi, nữa nói nở mũi nữa. Rồi dạo này bán được không chị? À bán cũng lai rai ha. Chị bán đây cũng lâu rồi hả chị ha? Bán được 5 năm không? Không, hơn. Hơn hả? 20 năm rồi. Ồ, 20 năm rồi. Đấy rồi. Cái hồi em cũng hay mua quần áo si mặc lắm á. Hàng si có cái là không đụng hàng hả chị ha? Dạ, mới đẹp mà. Giờ nó mới mà nó dạ. Như hồi xưa nữa đâu. Giờ hàng chất lượng. Dạ. Ui chị bán lâu dữ dằn luôn á, em tưởng bán năm số năm à. Giờ ở đây chỉ có đâu cái chị còn ba chỗ bán. Ba cửa hàng bán thôi chứ hả? Nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Dạ. Nhưng mà chị là bán lâu nhất. Đúng rồi. À, bán lâu nhất. Bán nhà mình đây luôn, mình bán dạ. Lâu. À nhà chị đây luôn. Chị ở xưa giờ ở đây luôn hả? À, em quay gì có cái anh khán giả rất nhớ nè. Cái anh khán giả rất nhớ đó. Chị biết anh Nhật không? Anh Nhật á. Nhà anh bán ngay chỗ bán bánh cuốn á. Hay cây mận á. Cuốn như này. À ăn cuốn đó đó. Cây xoài chứ. Cây xoài hay cây mận gì đó. Cái mới xoài. Đi à, cây xoài. Ủa mà anh ở đây đâu mà anh quay đó. Em á hả? Em ở Nha Trang á. Thì em cũng đi quay phim nè cho bà con ở xe đó nhớ sớm của mình nè, rồi ai đã từng mua quần áo si ở đây nè nhớ đến chị. Thì cửa hàng của chị là chị tên gì? Chị không có bỏ thương hiệu. À không có thương hiệu vậy không phải có số chứ? Có số nhà chị thôi. Dạ vậy chị tên gì? Chị tên Lịch. Dạ. Ai đã từng mua quần áo của chị là nhớ ha, nhớ chị bán nè, đây là nhà của chị luôn nè. Thôi em chào chị nha. Chỗ này là sông hơi, giác hơi. Cơ sở người mù 53 Thành Thục Kháng. Chỗ này là bán vải. Rồi em chào hai chị bán vải. Bên này là bán bún bò. Bây giờ Phương này quẹo vô cái hẻm này. Hẻm núi 1 nè. Giờ này là con đường này nó vắng, nếu mà khoảng 6 giờ rưỡi đó con đường này là cũng đông lắm, người ta đi làm nè. Bên này là sửa xe máy. Thank you.
đây là cháo lòng. Cháo lòng này là bán buổi chiều. Ồ, tên rất là ngộ ha. Bên này là bán trái cây, bán cam, bán thơm. Dạ, chào cô. Giờ bán trước nhà cũng tiện hả cô ha? Giờ bán ở nhà luôn cũng tiện. Dạ. Khỏi ra chợ. Ổi. Cô ơi, bán cho con ổi nhiêu ký cô? 20 ký. Ủa, rẻ dữ vậy? Ủa, bữa con mua ở đường kia mà con mua như ta? Hình như là không biết như quên rồi. Ô, rẻ quá ha. Mềm không cô? Ủa, giòn hả? Mềm là dạ, bán con ký vậy? Dạ cô bây giờ cô cắt một trái cho con ha, một trái ngang chị làm tư đó, chị làm bốn. Dạ dạ, cho một trái mềm mềm á, con thử một trái ngon không, cho con một trái thử ngon không, cắt hay bán ở con ký đi. Dạ cô bán đây lâu chưa cô? Dạ hồi đó chắc cô cũng bán ở chợ cô? Không, cô ở nhà hai ngày cô làm đó. Dạ mềm mềm á cô? Này cô giống với chị này giống hai chị em quá hả? Đây đi con à, dạ giống như hai chị em. Đây cô bán cam nè. Thơm, bán thanh long. Có seri nữa. Dạ. Không mua nhiều rồi, mua mới xem lam đây rồi. Mềm không em gái? Rồi cho anh gấp thử ha. À, anh thử thôi, ngọt không? Cho anh gấp thôi. Phương cũng chưa ăn sáng. Rồi, cảm ơn cô. Ngon. Giòn. Ở bên chợ mà giờ về đây mua là biết cho tình nghĩa của nhà. Cho em 6 cái cam về đây nha. Rồi, rồi. Đấy cô. Rồi. Ông chào cô nha. Tôi dạ. Tôi xem anh quay phim đó mà phải không? Dạ. Phim đúng không? Dạ đúng rồi chú, con chào chú. Đây ngon lắm. Dạ. Thơm ở đây ngon lắm. Chị dạ. Sớm cái làng đây là có đường đúng một cái mua đây. Dạ. Dạ. Rồi. Chú cô quảng cáo cho cái tiệm quán này cho nha. Dạ. Sáu đường đúng một. Dạ. Ổi rất ngon. Thơm dạ. Rất ngon. Dạ. Thanh long rất là ngon. Dạ. Nghe rồi chào em nghe. Dạ. Rồi, chú chúc em có nhiều YouTube hay to tốt hay. Dạ. Nghe. Dạ. Ok. Chú ở đường này luôn hả? À, chú cũng ở trong xóm này. Dạ. Đó thường mua cam như quýt ổi ở đây. Dạ. Nghe. Ok. Rồi chào em nghe. Dạ. Đây là bà chủ bán nè. Đây là bà chủ. Cô bé kia là cũng bán hàng kìa. Dạ. Còn cái cô kia là hàng xóm, láng giềng. Dạ, thường mua đông lắm dạ. Đó. Đó thấy chưa, mua thơm đó thấy chưa? Đó mua đông nè. Dạ. Đó dạ. Vậy nghe. Rồi, chú rất là vui. Rồi, dạ, chú tên vui. Gì chú? À, thôi được rồi. Dạ. Chú con không nhiều này. Nhiều khi con quay đó, có nhiều khán giả biết đến chú mà nhiều khi hỏi, ủa sao không hỏi tên chú? Ở nhiều khi người ta đi xe, ta nhớ đó. À, ủa, con lại quên nữa rồi. À, rồi được dạ. Rồi. Tại vì chú chích COVID, tôi bốn mũi là bây giờ hỏi tên chú hỏi liền, chú quên mất rồi. Dạ. Nhẹ nhẹ nhé. Dạ, thôi con chào chú ạ. Rồi chào em. Ok, chào bye bye nha. Dạ. Chừng nào mà có đăng lên YouTube dạ. nhớ đưa địa chỉ cho chú xem nghe dạ.
Để con phải đặt cái tiêu đề luôn chú à. Cái kênh của con là Nha Trang Biển Xanh. À, Nha Trang Biển Xanh rồi. Chắc cái video này ngày mai mới có, 6 giờ ngày mai. Lên Nha Trang Biển Xanh là ra cái kênh liền. Dạ. Rồi rồi, cảm ơn, chào nghe. Dạ, nghe. Chào chú ạ. Nhiều khi Phương quay đó, nhiều khán giả cũng hỏi, ủa, nhớ quên rồi, sao Phương hỏi tên. Ủa, sao không đạp chú? Sao không đạp? Ủa sao xe không nổ chú? Chú mua gạo. Dạ. Chú mua gạo. Rồi, chú mua gạo của cái em bên cửa hàng này. Em này là quê, em này là quê của bé, quê con đó chú. Dạ. À, mời em. Mời em ăn ổi. Có rồi hả? Thôi xem lam này. Có rồi hả? Thôi dạo này bán được không em gái? À cũng được. Dạ, con cô bé cùng quê với em gái này. Dạ. Dạ đúng rồi. Anh đi nha. Rồi Nha Trang Biển Xanh triệu like nha. Dạ. Chú rất là vui luôn. Rồi chị này là bán bánh căn hết rồi. Vô. Rồi, hết rồi hả? Ủa còn mà. Bên này một cái quán cơm gà tôi ăn rồi. Cơm tắm núi một này. Quán này ăn cũng ngon mà còn có bán chị. Giá thì cũng bình dân thôi. Cơm tắm núi một. Cái đó giá tôi ăn rồi. Chỗ này là bán thịt heo. Rồi chào chị bán thịt heo. Rồi chào chị. Đây là em mang bánh căn. Dạ chào cô. Bây giờ đang đăng thì có quay. Dạ. Không, con cũng đi bất ngờ mà. Giờ này tất nhiên là phải vắng rồi, người ta đi làm hết rồi mà. Nè em gái này bán cũng lâu lắm rồi nè, bán bánh căn lâu lắm rồi nè. Dạ. Giờ cũng hết rồi cô. Rồi chào em gái, bữa nay mới thấy em á. Rồi gần hết rồi. Ăn gì á? À anh đi ăn phở bên đây nè. Dạ. Chào em gái nha. Dạ chào anh. Bánh căn núi 1. Anh quay với mẹ hả? Thấy luôn hả? Hôm quay lên rồi thấy, rồi tới đang ăn bánh căn. À. Đúng, đúng rồi. Quay lên trên YouTube luôn, thấy con chụp cái hình con. Ủa vậy là cái anh đó là cái gì, ở xóm mình hả? Dạ con bạn của em. À bạn. Bạn ở nước Anh á. À nước Anh á. Anh thấy luôn. Lâu quá gặp hay là bạn của em hồi giờ. Hồi giờ. À. Anh thấy quay phim đó à. Ủa sao giống con bé vậy? À. À cũng vui ha. Dạ. Thôi em làm việc ha. Dạ, cảm ơn. Bánh căn xong rồi, bên đây là bán sinh tố nè. Phương bây giờ Phương vô cái quán phở này.
Rồi em chào chị. Rồi vào cái nhà. Giờ này cũng vắng hả chị ha? Giờ này vắng, giờ này hết nắng rồi, giờ trưa dạ. Rồi, chị bán được sáng, người ta ăn buổi sáng ta đi làm, đi học rồi. Dạ. Cái giờ này trưa rồi mà, giờ này vắng rồi. Dạ. Hồi trước là chị bán ở ngoài đường, ngoài kia. Đúng rồi, dạ. Bán ở chỗ ngã 6 đi vô một xíu á. Dạ. Vô đây bao nhiêu lâu rồi chị? 2 năm mấy. 2 năm mấy rồi. Rồi cho em một tô đi. Em ăn cái gì đây? À, mì dắt đi. Thường thường một một tô bao nhiêu dắt? Tôi có người ăn 2 giấc, 3 giấc, em ăn 3 giấc đi. Em ăn 3 giấc đi. Đàn ông ăn 3 giấc đi. Dạ. Yeah. Bỏ cho em tái, tái gân, tái giò, tái xương. À, tái gân đi. Rồi. Vô đây bán được không chị? Vô đây thì tất nhiên phải chậm hơn. À, chậm kia. Hơn, dạ. Yeah. Kia thì nó nằm ngay mặt tiền đó. Dạ. Yeah. Rồi người ta đi ra, ta thấy mình đi. Còn đây mình vô trong nhà rồi mình. Bây giờ Phương chọn cái chỗ nào Phương ngồi ha. À. À, ngồi đây có cái quạt mát mát đi. Như cái tô này bao nhiêu tiền chị? 35 ngàn. 35 ngàn. Bè dắt. Bái gân. Dạ. Tái gân, tái viên thì cũng 35, tái nạm cũng 35, còn ai muốn ăn tô nhỏ 30 cũng có. Dạ. Yeah. Còn tái giò thì 45, tái xương 40, 45 gì cũng đủ. Nói chung là đủ giá cho người ta ăn thịt nhiều thịt ít lắm. Rồi mỗi lần Phương đi quay, Phương mua tùm lum. Rồi. Rồi, mời em trai ăn ổi đi, mời chị. Nè nè nè, em trai. Thôi vậy, cảm ơn, em ăn ổi. Ở đây là bán một tô của bình dân thôi. Mấy giờ chị bán rồi chị gái? Chị á hả? 6 giờ kém em. 5 rưỡi là có phở rồi. Dạ. Ủa có tóp mỡ nữa hả? À dạ có. À. Ủa mấy bữa sau em ăn không? Bữa ăn là phở. Với lại có người ăn có người không anh. À vậy đó hả? Bữa ăn là do người ta ăn khô. À dạ. Tại vì đa số các ăn khô đều thích ăn tóp mỡ. Này có tóp mỡ này. Ủa tóp mỡ này là mà mình có tính tiền không hay là? Ủa này không có tính đâu. À không tính tiền mà không có bán chạy. À. Ôi. Sáng giờ đói bụng mà bà con có bán chị. Ồ tô này tô mập á. Bè dắt luôn mà. Dạ. Người ta ăn 2 giấc không? Nhiều người ta ăn 2 bè dắt hết rồi. Dạ. Có người nào ăn 4 giấc chưa? Có chứ. Ăn giấc bình thường mà. Đây nè. Mấy tên người đàn ông ta ăn mì ghe. Rồi bỏ thêm tóp mỡ vô. Ăn 3 4 giấc được mà. Bỏ hết tóp mỡ luôn. Rồi bây giờ Phương Phương thịt ớt nữa. Đây rồi. Phương Hảo ăn cái món mì dắt này. Để Phương thử nước nha. Ủa, vừa ăn hả chị? Vừa ăn? Dạ. Yeah. Bây giờ Phương mời bà con khán giả ăn với Phương ha. Đây là gân. Ngon. Rồi bây giờ có sắc vô nữa nè. Bây giờ Phương ăn cũng xong rồi. Tính tiền hả chị? Cái tiền chị. Cảm ơn em nha. Dạ. Dạ. Giờ này là do em từ 6 giờ kém. Dạ. Đến khoảng từ 7:30 7 giờ 8 giờ là có khách đông á. Dạ. Còn tới giờ này thì nó hơi vắng. Dạ. Giờ này là 10 giờ rồi mà. Chị nha. Vậy là cái quán phở của mình là tên gì chị?
phở sen. Phở sen, đúng một. Ngay chỗ cà phê Hoàng Tuấn á. Dạ. Em đi thẳng một xíu là gặp. Ngay chỗ cái chu điện á. Ngay chỗ số 3 á. Dạ. Cái gì khán giả của em coi á, ủng hộ chị nha. Dạ. Chị cảm ơn em nhiều. Chị cũng nói giờ giấc rồi bà con cô bác chị. Thì do cái quán của chị nằm trong cái hẻm này nó nhiều cái gì. Chị bán ngoài kia. Dạ. Thì giờ vô đây được 2 năm mấy rồi. Dạ. Giờ vô cũng được 2 năm mấy rồi. Dạ. Cái gì bên là ăn thì ủng hộ chị. Dạ, rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Thôi em chào chị gái nha. Rồi chị cảm ơn em nhiều. Dạ. Bây giờ Phương ra lại, Phương sẽ đi một đoạn nữa ha. Là bún bò, bún riêu trong cái hẻm này Phương cũng ăn rồi, đang đi qua quán trong này nè. Đây là bánh mì. Bánh mì này chị này bán cũng lâu lắm rồi nè. Cơm gà. Rồi chào con. Đây quán cà phê. Quên Phương đi ra Phương. Mỗi lần Phương đi ra tới con đường này Phương cũng hay ghé lại cũng nói chuyện với anh này mà. Anh à. Rồi, dạo này sửa được không anh? Cũng lên đây rồi. Dạ. Anh ngồi đây cũng lâu rồi ha. Mấy năm rồi. Hồi đó anh chưa ngồi đây thì anh ngồi ở đâu? Hồi giờ ngồi ở đây không ạ? Dạ. Năm 91 nó bắt đầu ở đây rồi. Ồ, năm 91 rồi ngồi ở đây một vị trí này luôn hả? Vị trí này luôn á. Dạ. Em là anh sửa giày dép nè. Anh tên gì? Trinh. Trinh. Trinh Chiến á. Dạ. Đây là anh Trinh. Nè, anh được cái đỡ bảng nè. Có số điện thoại nè. Thôi em chào anh Trinh nha. Bên này là quán cà phê Hòn Tuấn. Trời. Trên đây thì Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn lại video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con khán giả xem. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại.